5 tháng 2 vừa qua, ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cướp giật khiến nhiều người dở khóc dở cười. Sau đây chúng ta hãy cùng theo dõi những hình ảnh bên dưới nha. Hình ảnh hai tên cướp ngồi trên xe máy, bịt khẩu trang kín mít. Khi phát hiện nam thanh niên dừng xe máy mãi bấm điện thoại, chúng phóng vọt qua, giở trò xấu. Tên ngồi sau giật phân chiếc điện thoại khiến cậu thanh niên phải bỏ xe máy đuổi theo. May mắn là tên cướp bị rơi điện thoại ngay sau đó, nạn nhân vội vàng nhặt lại tài sản. Dù không bị thiệt hại gì, song màn cướp giật hụt cũng đủ khiến thanh niên nhớ đời. Dân mạng cũng thở phào vì phi vụ thất bại. Bọn trộm cũng liều, ngõ hẹp thế mà dám ra tay. Cậu thanh niên thì mãi nhìn điện thoại, không thèm để ý xung quanh. Pha này quá hên cho chàng trai, nhiều nạn nhân đuổi theo mà còn bị cướp tấn công lại chứ. Rất nguy hiểm, một số cư dân mạng bình luận. Nếu không gặp may, thanh niên khó có thể lấy lại chiếc điện thoại từ tay tên cướp manh động. Đây cũng là một bài học dành cho nhiều người. Khi ra đường, cẩn thận, tránh để xảy ra những trường hợp đáng tiếc.